Nguyên liệu cần có Một cuộn len bất kỳ Kim móc phù hợp Kéo Để bắt đầu ta móc 24 mũi bính Số mũi bính này cũng là chiều ngang của túi Nếu muốn túi rộng hơn thì tăng số bính lên Số bính này được tính theo công thức N là số tự nhiên lớn hơn không? Số N càng lớn thì túi càng lớn. Bạn có thể xem công thức chi tiết ở phần mô tả. Ở đây mình đã móc xong 24 mũi bính. Ta sẽ móc các mũi đơn ở hai bên của mũi bính. Bỏ qua một bính và móc vào các nửa chân bình phía trước, mỗi chân một mũi đơn. Ở nửa chân bình cuối ta móc vào hai mũi đơn. Xong phần này ta có 24 mũi đơn. Tương tự ta móc vào các nửa chân bính còn lại mỗi chân một mũi đơn. Kẹt theo sợi len thừa để móc che đi. sau khi xong ta có tất cả 47 mũi đơn. Móc một mũi rời vào chân mũi đơn đầu tiên để kết vòng. Kéo chặt. Đây là mặt phải của túi. Còn đây là mặt trái. Tiếp theo ta móc 6 mũi bính để móc hàng số 2. Có thể đánh dấu vào bình số 3 để biết điểm kết hàng. Xong sò bính, ta lấy len lên kim, móc 3 mũi kép đơn trụ đầu, mỗi mũi kép đơn cách nhau hai chân móc. Tức là ta sẽ móc trụ đầu 3 mũi kép đơn ở 3 chân móc số 1, 4 và 7. Sau đó ta móc 3 mũi bính. Rồi móc một mũi kép đơn vào chân móc kế tiếp, tức là chân móc số 8. Rồi lại móc 3 bính, sau đó lại móc 3 mũi kép đơn trụng đầu. Móc vào chân số 9, 12 và 15. Xong rồi móc ba bính. Móc một mũi kép đơn vào chân móc kế tiếp, tức là chân móc số 16. Rồi lại móc ba bính và lặp lại cho đến hết hàng. Sau khi xong, ta móc một mũi rời vào bình số 3 trong 6 bình ta móc lúc đầu để kết hàng. Nếu bạn đã đánh dấu lúc đầu thì chỉ cần móc mũi rời vào chỗ đánh dấu là được. Nếu không thì chỉ cần đếm đến bình số 3 và móc kết hàng. Vậy là xong hàng 2. Để móc hàng ba ta lên ba mũi bính. Sau đó ta sẽ móc vào chân móc của ba mũi kép đơn trụ đầu ở hàng 2. Ở đây, ta sẽ móc vào ba mũi kép đơn, mỗi mũi cách nhau hai bính. có thể đánh dấu vào chân mũi kép đơn đầu tiên này để biết điểm kết hàng. Xong rồi ta móc tiếp một mũi kép đơn vào chân mũi kép đơn tiếp theo. Tương tự ta lại móc 3 mũi kép đơn vào chân của 3 mũi kép đơn trụ đầu tiếp theo. Các mũi kép đơn cách nhau hài bính. rồi lại móc một mũi kép đơn vào chân mũi kép đơn tiếp theo. Ta móc tương tự đến hết hàng. sau khi sòng tám móc một mũi rời vào chân mũi kép đơn đầu tiên để kết hàng. Xong hàng số 3, tối sẽ có hình dạng thế này. Móc một bính để tiếp tục hàng số 4 ở hàng này ở chân các mũi kép đơn ta sẽ móc một mũi đơn ở các khoảng trống ta sẽ móc hai mũi đơn lặp lại đến hết hàng xong rồi thì móc một mũi rời vào chân mũi đơn đầu tiên để kết hàng vậy là xong một hàng họa tiết Để móc các hàng họa tiết tiếp theo ta lặp lại cách làm của những hàng trước đó. Móc sò bính. Rồi móc 3 mũi kép đơn trụ đầu. Tương tự như cách làm của hàng 2. Lặp lại cho đến khi đạt được chiều dài túi mà bạn muốn. vì mình chỉ làm chiếc túi nhỏ nên đã dùng lại sau khi móc được bốn hàng họa tiết có thể móc thêm dây đeo túi nếu bạn muốn vậy là đã xong một chiếc túi nhỏ cảm ơn mọi người đã xem